Em Lợi xin chào tất cả các bác chơi audio trên toàn quốc. Đến hẹn lại lên thì cứ hàng tuần thì em vẫn cứ lên video đều đặn để chia sẻ cho các bác về những bộ sản phẩm kệ audio, kệ âm ly cũng như là những bộ dàn. Nói chung nó là dòng audio, nhưng mà chia sẻ ra thì nó có rất nhiều những cái món đồ các bác cần coi như là để trang trí, để bày. Ví dụ như là kệ âm ly, kệ chân loa, kệ trầm, kệ băng, kệ đĩa, nó rất nhiều các cái sản phẩm, nó tóm gọn trong một từ kệ audio. Và hôm nay cũng thế, em lại chia sẻ đến cho các bác một bộ sản phẩm làm từ chất liệu gỗ gõ đỏ, hàng đặt theo yêu cầu và một cái kích thước khá là khủng đó. Và em cũng xin phép được chia sẻ lên đây để cho các bác nhìn nhận về những cái sản phẩm của bên em Lợi nào, để coi như là các bác có một cái sự lựa chọn tốt cho mình về giá cả cũng như là về chất lượng, để cho các bác có một cái nguồn để tham khảo trước khi đưa ra cái lựa chọn sử dụng sản phẩm của mình. Và không để mất thời gian của các bác thì em xin phép đi luôn vào cái nội dung chi tiết như sau. Đầu tiên thì em xin phép giới thiệu tới các bác một bộ kệ chân loa được làm trên chất liệu gỗ gõ đỏ. Và cái bộ này thì theo cái mô hình thì lần trước là em nhớ không nhầm là em làm trên chất liệu là gỗ xoan đào. Đó, và lần này là khách hàng lại yêu cầu là làm trên chất liệu gỗ gõ đỏ, thì em xin phép được review lại cái bộ sản phẩm này. Thì bộ sản phẩm này đầu tiên thì nó có cái kích thước chiều rộng là 43 các bác nhé, 43, chiều sâu của nó là 47 ạ, chiều sâu của nó là 47 các bác nhé. Đó, và riêng cái phần khung của phía dưới là nó dày là 8 cm các bác nhé. 8 cm, cái phần này là em vê đi, em tạo cái điểm vát cho nó mềm, nhìn nó mềm mại các bác nhé. Đấy, 8 cm đó. Và tiếp theo cái phần khung của mặt trên là 3,5 cm đó. Và đặc biệt với một cái kích thước nó lớn như thế này thì em phải làm cho nó cân xứng, thì cái thân trụ của nó đi theo là một chiều em làm cho nó 28 và một chiều là 32 đó. Đó là cái số liệu rất là chi tiết. Và kính thưa các bác, để em đặt máy quay một chút. Đấy, thì về cái bộ phận kết cấu thì em làm cho nó rất cân đối và tương xứng. Báo cáo các bác luôn, tất cả đây là hệ thống khung rằng mộng hết các bác nhé. Với cái cơ cấu của nó như thế này thì tóm lại là em chỉ quan tâm về phần thẩm mỹ là nhiều, còn riêng về phần chịu lực và phần chất lượng thì các bác có thể yên tâm 100%, bởi vì cái này nếu cứ đặt nhẹ nhàng xuống thì có hàng 5 tấn cũng chả được gì. Đấy, chia sẻ với các bác như vậy, bởi vì nó chịu lực thì rất là tốt, nhưng mà nói 5 tấn thì hơi quá đáng. Nhưng mà nói chung là với cái bộ loa công suất lớn của chúng ta thì dàn âm thanh thì có lớn cỡ nào thì đánh được cái đôi này chống rung rất là tuyệt đối luôn các bác nhé. Bên phía dưới của nó thì em đã trang bị cho nó cái bộ phận là coi như là chân chống trượt bằng cao su, không thể trượt được. Đây, bình thường như run như này nó còn không đi các bạn. Đấy. Run nó không buồn đi. Nó đi cả đệm luôn. Đấy. Và để cái hoàn thành một cái bộ sản phẩm đẹp, chuẩn, sắc nét như thế này thì chi phí của nó được hoàn thiện lên, báo cáo các bác là giá trị nó là 6.800.000 đồng, gỗ gõ đỏ các bác nhá. Gỗ gõ đỏ 100% cho các bác, 6.800.000 đồng. Báo cáo các bác vậy. Là em cũng chẳng có gì mà giấu giếm úp mở để chia sẻ luôn cái giá cho các bác, để các bác có sự lựa chọn tham khảo. Và hy vọng rằng là các bác cũng xem đầy đủ các cái clip của em, để coi như là khi chúng ta gọi điện đến thì nó không còn những cái gì để mà năn tăn, để mà coi như là mình phải đưa ra nhiều cái lý do về cái giá cả nữa. Đấy, em báo luôn cho các bác 6.800.000 đồng các bác nhé. Và tiếp theo một bộ sản phẩm nữa. Một bộ sản phẩm này nó là một bộ kệ trầm. Đấy, cũng là 100% từ chất liệu gỗ gõ đỏ. Và báo cáo luôn các bác với cái cơ cấu làm của nó ấy, thì tất cả đều là dày dặn. Tất cả dày dặn và làm sạch đẹp bên trong bên ngoài cho các bác luôn. Đấy, thang đỡ đầy đủ. Một chiếc kệ trầm như này nói chung là nó rất nhiều công năng. Thì như cái bàn trà thì em sẽ đóng cái kiểu khác, nhưng mà đây nó là một cái kệ trầm nên là em sẽ làm cho nó một cái dáng đặc biệt bên em. Đấy, còn nó rất là nhiều công năng tùy người sử dụng. Này làm kệ trầm thì kệ trầm rất đẹp luôn các bạn. Đấy. Đấy. Và tất cả được sơn phủ PU bóng mờ cao cấp. Em nói cao cấp chính xác là hàng hãng, hàng cao cấp luôn. Các bạn nhìn qua cái nước sơn của em, nó còn hơn cả kính.
đấy, nó bóng đấy. Cái độ chất lượng của nó rất hoàn thiện, rất là kỹ càng đấy. Và tất cả được gắn logo tem đồng nguyên miếng cho các bác luôn đấy. Và với cái bộ kệ trầm này thì báo cáo các bác là hiện tại nó đang sở hữu một cái kích thước là chiều rộng là 54 và chiều sâu của nó là 60. Đấy, báo cáo các bác là cái bộ sản phẩm này hiện tại bây giờ thì nó đang có cái giá là hiện tại là 3.700.000 đồng các bác nhé. 3.700.000 đồng cho tất cả các bác luôn. Đấy, thì là tất cả các bác nào quan tâm đến cái bộ sản phẩm kệ chân loa, kệ chân loa cũng như là kệ trầm theo cái model mà em đang quay chia sẻ với các bác vừa xong, thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em Lợi qua số điện thoại 0978 617 323. Thì em sẽ gắn luôn cái số điện thoại của em ở trên phía tiêu đề để cho các bác coi như là dễ dàng liên lạc, liên hệ với em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.